Ta sẽ đưa nàng thoát ra khỏi bóng tối ấy. Việc minh luật phải nghiêm minh, công ra công, tội ra tội. Bắn! Xin chú thương, hãy cho phép giận nữ được hầu hạ ngài. Chiếc đai áo này như hai cánh tay của tiện nữ lúc nào cũng ôm chặt thế tử. Chính ta đã bỏ thuốc độc cho hắn chết đấy. Ngươi là một con quỷ nhập trại. Thời của Phúc Lan đã tới hồi mắt vận rồi. Điều mà ta đau nhất là nàng không có tội gì cả.